cầm lấy. Tí nữa anh đưa về bảo vệ. Em không cần. Anh cứ để tiền đây. Em không cần. Thế em muốn đi ra ngoài à? À em đi được không? Còn suốt ngày cho tiền anh như này. Khai trương giảm giá 50%, bán app Free Fire, PUBG Mobile, Liên Quân và tất cả các loại game khác. Link shop mình xin để dưới phần mô tả nhé. Xin chào các bạn, mình là Dương Chiến đây. Chúng ta là các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Thì hôm qua bọn mình mới từ Hải Dương về lúc 1 giờ đêm. Về nhà thì là 3 giờ sáng các bạn ạ. Thì bây giờ là 8 giờ rồi, thì rất là sớm. Thì hôm qua thì Thảo cũng kiểu là mình thì rất là nhiều việc trong nhà ấy, nên là mình không đi ở đâu sẵn lâu được, nên là sau đó cái quyết thì mình phải về luôn. Thì Thảo thì nó cũng kiểu là một mình như đấy, nó không chịu được thì nó theo mình về nhà. Thì về nhà thì em mình với anh Hoan với lại mọi người là cũng bàn nhau là tìm cách để cho xem cách là có cách nào để nói chung là nói chuyện với mẹ Thảo và giữ cho Thảo nhà, cho Thảo đi ấy, mọi người ạ. Thì đội mình thì cũng nghĩ là cách là bây giờ sẽ mình sẽ đi lấy tiền và mình sẽ bảo Thảo được mang Thảo về nhà và đưa cho mẹ Thảo xem, và là mỗi tháng mình sẽ đưa từng này như này đấy, thì xem mẹ Thảo có cho ở nhà không, bởi vì là một mình Thảo con gái không muốn cho đi nước ngoài, mình nó rất là nhìn nó rất là tội luôn các bạn ạ, bởi vì nó rất là nhỏ, nó chưa biết nhiều thứ đâu, đưa ra ngoài xã hội nhiều nhìn nhằng nhiều thứ ấy. Mình như này thì cũng chưa dám ra ngoài mấy, nhưng nó là con gái là mình rất là lo, cả nhà ai cũng không muốn cho nó đi ra ngoài các bạn ạ. Thì bây giờ mình đi rút được tiền mà, và tí nữa về tí nữa gọi nó dậy, thằng bây giờ nó đang ngủ, hôm qua về mệt quá nên là chưa dậy được, nên là tí mình rút tiền về cho mình sẽ nói chuyện với nó và cho nó về nhà gặp mẹ xem nói chuyện như thế nào các bạn nhá. Tí nữa chuyện anh ạ. Ai mới rút tiền về các bạn ạ. Là cái này cũng gần 20 triệu bạn ạ, mà cái này mình đang rất là khó khăn, nên là mình không giúp được hẳn nhiều, bây giờ phải vào xem rồi. Hôm nay về xem hệ Thảo có nhận không ạ? Giờ mới làm nào? Thảo ơi! Gì vậy? Cái gì ạ? Ok rồi. Anh mới giúp tiền thì bảo là về. Thôi đi. Đừng theo nữa đâu, mẹ đồng ý sao? Bây giờ mình đi theo lúc đấy, sao mà được? Thế tháng nào cũng thương mẹ như thế. Sao em có tiền được anh, sao có tiền được anh, cũng phải đưa gia đình anh. Cứ về đưa mẹ xem làm sao. Chứ đâu phải nhận làm sao. Trước mắt thì bây giờ cứ cho em ở nhà đã. Tính sao, được chưa? Em không lấy tiền của anh đâu. Tại em đi nước ngoài lần thương lấy tiền của anh người ta thì nó không phải nghe tháng nào anh cũng lấy. Bây giờ em tấm thân em nhỏ bé như này ra nước ngoài không là ở được. Bao nhiêu ra ngoài bao nhiêu cám dỗ. Ai cũng lo cho em, không phải mình anh lo đâu. Cho ai gia đình ai cũng muốn em đi rồi. Bây giờ thế nhưng mà em không lấy tiền của anh đâu. Anh để lấy về cho bố mẹ đi đi rồi đó. Lấy là nhiều cái chắc mình đã. Thế thì bây giờ trước mắt là lo cho em ở nhà đã. Được không? Đợi cái gì bây giờ, mẹ tính cái mẹ thì mẹ biết lại về rồi, thì mẹ nó lên đây rồi. Bây giờ tìm cách về với chuyện mẹ luôn, không để ở đây nữa. Mười nữa mẹ quên tin đó. Nguôi gì mà nguôi. Mấy ngày nữa đi rồi. Sao anh cũng phải cười như thế nhỉ? Nghe anh lần thế nào? Lần nào anh cũng cãi anh. Không nghe lần này thế nào? Thế là anh chẳng nghe tháng nào anh cũng đưa tiền em à? Thì trước mắt bây giờ cứ lo cho em ở nhà đã rồi tính sau, phải chưa? Trước mắt nói chuyện cho mẹ như thế để mẹ cho mẹ cũng ý không đã. Rồi sau này như nào sau? À.
cầm lấy. Tí nữa anh đưa về mà mẹ. Em không cần. Anh cứ để tiền đây. Thế này là em muốn đi ra ngoài à? À em đi còn không, còn suốt ngày tiêu tiền của anh như này. Lớn lắm. Bây giờ anh lo cho em ở nhà chứ không phải là tiêu tiền của anh. Sao lại làm được trả lại anh cũng được, không cần bây giờ anh giúp em được chưa? Sao nó làm vô chất nhỉ? Mình biết anh Hoa chỉ có tối qua không ngủ được không? Lo như thế nào không? Ở trên kia thì không cho em ở trên kia được. Về trong nhà, tí nữa mẹ lên anh làm nào. Giờ về nói chuyện mẹ luôn. Tiền này là để mình ký hợp đồng với nó, không phải cho nó tiêu đâu. Bây giờ nó nghe đâu. Nó nói như thế nó kiểu gì nó chảm. Không bao giờ nó không chịu nghe mình bây giờ các bạn ạ. Nào cái giờ to đến đâu đến thì mình đã lo nữa. Đừng qua trả đêm luôn rồi.